anh dở lên em quay điều. À. Bữa nay thấy đỡ hơn không? Đỡ, đỡ nhiều lắm cô ơi. Đỡ hơn nè, không có hứa nữa phải không? Ờ, cũng lại gặp dò tôi đi tối nhà. Ở bên đây gặp thấy đâu? Như vậy tôi bị dò chạy bộ rồi, đá đấm rồi, dò ra đó, cái này tôi không làm được. Em theo dõi nó, thử coi nó sao. Ủa, cái này tôi thấy có hiệu quả đó. Hiệu quả hả? Hiệu quả. Anh thấy nó có hiệu quả? Nó không ngứa nữa phải không? Mà em thấy đây đỡ nè, khô đỡ nó khô ngoài. Nhưng mà anh không kỹ cái chân anh vậy anh. Dạ, cái chân anh bị gì mà anh không kỹ, anh kỹ cho nó mau hết đi. Tại vì nó cho kim kiếm được thuốc lâu đâu, mấy năm trời nặng quá làm biến chi. Ủa vậy đó hả, mấy năm trời đây anh này cũng luôn á. Mấy năm trời đi với tôi quải luôn, với tôi nặng quá. Ê, cô chú anh, anh này thì bữa đó cũng tùy duyên thôi, bữa đi qua bên chú A thì cũng gặp. Dạ. Nhưng mà tại vì em thấy cái chân này thì đơn giản thôi, nhẹ thôi. Những cái thương nặng hơn à. Mà dạ, em cho người ta đắp rồi cũng hết. Đó, không biết hết. Cô này có đắp này thì nó dạ, tốt lắm. Mà. Nhưng mà anh nhận xét là nó hiệu quả. Hiệu quả đó, hơn okay. Là trước đây là anh trước đã đây, làm. Trước đây tôi đi rất là nhiều bệnh viện lắm rồi. Tôi đi bốn cũng mấy chục triệu rồi đó. Mà không thấy giảm. Nó giảm mà nó khô, nó lỡ thì lỡ hoài, khô mà. Dạ. Nó lỡ uống kháng sinh rồi da liễu rồi uống thuốc nam, uống thuốc chân gan, đại học đi vừa đi khắp nơi. Dạ. 8 năm trời á. 7-8 năm luôn. Mà giờ anh nản mà bây giờ, đi luôn, giờ anh gặp cái này anh không nản, anh không nản, anh gặp này là anh không nản. Không nản. Giờ anh thấy nhiều cô điện tôi vào tôi ngại biết sao? Thì anh thấy đây là hiệu quả. Sợ phiền cô quá. Không, tại vì em thì em làm thì em thấy nếu và hiệu quả thì hiệu quả cũng giúp nhân gian. Dạ, đúng như rồi. Bà Phương Kiều vậy thôi, dạ. Như thôi, giống vậy đó. Ý là như vậy tôi hiểu. Thôi, không. Thôi vậy nhưng mà em thấy đây giảm nhiều lắm nha. Nhiều đó, cái cô mà đi chung nó là thổ địa đúng á. Thổ địa. Em kêu bằng hàng chân. Không ai hà là nó đâu chứ nhỏ lỗ. Em kêu bằng hàng. Hà không có nước, không có nước vàng. Dạ. Lỗ xíu xíu à. Dạ. Là hàng. Dạ. Cái này là tổ đĩa là có hút lỗ. Bây giờ anh còn thuốc không? Giờ còn thuốc không? Còn. Còn anh đắp đại đi, mất gì anh đắp, anh đừng nhinh chi ạ? Tại vì sợ đâu mà 87-85 chả. Lỡ đi lỡ hoài. Là bị chấm bị tổ đĩa chú. Đó là tổ đĩa đó. Đúng rồi. Tổ đĩa. Chú cũng đi nhiều nơi mà chưa hết. Không hết, đi già liệu, đi Việt Nam, đi đủ thứ đó, đi Phú Tàu quá. Tay thì tay lợi quá. Hồi bữa nay chú có duyên gặp dạ, thầy Tư á. Thầy Tư là thầy nào? Thầy Tư nè, thầy Tư Tưởng. À, thầy Tư Tưởng. Ông này chứ. Ông này ông cười không mà ông? Cười. Ông thầy này là ông thầy Năm Cười. À, Năm Cười. Dạ. Tư Tư Vui. Dạ, Tư Vui, kia Tư Tưởng. À, vui phải cười chứ, phải không? Ông Năm Cười. Không, cô cũng có lòng ta tầm đạo. Cũng hên sao bữa nay có nhà ông ba gặp đấy chứ. Sao duyên chứ. Tôi cũng đi tấn xứ á. Chị làm nè. Thế tôi lấy miếng gạt xuống ông ơi chứ. Hồi đó là đi làm từ thiện á, biết không? Đi với ông cô ba lô luôn á. Chứ ba lô rồi ông đừng nghĩ. Ngồi vui đánh quá. Điểm đâu nói, đi đâu nói ổng đâu. Đi họ không có tiền cả, không có tiền, không thì mình giúp công. Vô được Vũ á, giúp mấy bà mà bị hiếm muộn á. Không sinh con được á, ta vô trị đó. Chỉ giống người miền Trung quá ha, nó người miền Bến Tre đâu có giống đâu. Giọng nói giống người Phú Yên phải không? Ờ. Ờ, đúng rồi. Tại vì em có một con nuôi ở Phú Yên. Đúng rồi, tôi nói Phú Yên là 79-78 tôi dòm người miền Trung mà. Chứ đâu có phải người Bến Tre. Dạ không, chị là người Bến Tre, con là người Phú Yên. Ờ, hàng dùng cái xe. Dạ. Nhưng mà tiếng của chị nó hơi la la giống tiếng Phú Yên. Nó hơi người miền Trung chút xíu. Dạ. Tôi cảm nhận được. Chết cha. Không, người chắc đang dồn nghĩ chắc người miền Trung là hơn à. Góc Bến Tre, Ba Chi rặt luôn á. Dạ. Thì người miền Trung với người Nha Trang. Cái này là mình không có được đụng nước không chị? Không. Chân thì sáng đêm hôm đi ăn trộm ở đâu rồi chứ. Đi về nuôi gà đi thần thượng có trồng cây á. À. Nên giờ không được rửa, phải rửa bằng cồn. Ôi, chân cẳng không gì không trồng cây, ông phải đi mang ủng đi ông ơi. Để cho cô ráo sạch sẽ chứ. Chứ anh phải cho sạch chứ còn... Rồi. Chứ anh bị gì mà anh là để về nó là chết rồi. Vậy đó chứ bị bệnh giờ tôi biết sao chứ anh được bệnh rồi nè. Nó không vệ sinh cho nó sạch rồi sao bệnh hàng nè, tao biểu đừng đi nước mặn hàng chân. Trời ơi,
Cái khách cái cổ lắm mà chị biết hàng hàng chân. Không cho hỏi thiệt á. Cái em cổ hoài gì mà hụt thôi. Giờ đâu cái chút, xích xích cho chị làm gì vậy? Không có nói thiệt á em. Không có ý tôi hỏi nếu mà chị mà có mê dụng cổ tôi tặng thưởng cho ca cho những cái bài ca xưa. Bài ca cá rồi đưa đây tôi hút hết. Không có không ca cái chết ba cái lương rồi ca nhạc rồi bằng cái chết video tôi làm video mà. Thấy cái lương đó hồi xưa nè, chiến xe Tây Ninh rồi đó. Trời ơi. Cái câu mà Hà Mộng Dung ơi á, trời ơi, phút nổ tôi đó đó không biết bây giờ hết rồi, không nổi. Không mà chị mà. Hà Mộng Dung ơi á, 5 tháng rồi qua. Vẫn thương thương nhớ nhớ đó. Câu đó là chị mà thích nghe mấy bài ca cổ xưa thì có. Câu đó mấy câu đó là bản ruột của tôi đó. Nhưng mà giờ tôi dạ là nghe thanh phải không? Thôi, Duy Nghĩa Thanh là giờ không có khỏi được. Nhiều đó nhiều á. Không. Giờ đắp cái này mấy ngày mới gỡ ra chị? Chiều quá, chiều một chút là nó khô queo, nó khô giống như là queo. Nó hút cái mũ rồi ấy ra. Nhớ đi, để xuống, để xuống. Thì quá là chị bà tụi này là không biết nha. Cứ nhà cứ rào muối kháng sinh với lại chút bôi dùng. Đừng có nấu nước muối ở nhà mình rửa không được nè. Phải dùng cái này là được. Mà con này còn không còn. Ở còn đưa vô làm chi. Lọc ra hết dạ. Nước rửa được rồi hả? Rửa này nè. Nước muối á chú. Thời gian gần đây là anh tuyệt đối không cho đụng nước. Tắm dở cái giờ lên quéo quéo cổ á. Được là tốt. Treo lên cổ. Treo lên. Chị vui tính quá à. Chị này 51 rồi rồi trời ơi. 50 chưa? 53 rồi đó. 53 rồi còn trẻ quá trời mà bớt. Phải không? Trẻ. Phải nãy nói. Còn trẻ vui vẻ luôn. Nên trên đời tôi mới thấy ông người nào đàn bà tốt như chị á. Chưa gặp tôi biết không mà chị nói tốt là chị mày phải hấp tùng với cái bà Phương Kiều Phương gì Phương Hằng hả Phương Hằng à quên à không chị bà không nghe kiếm bà Phương Hằng là lấy tin cho bà Phương Hằng là nữ đại gia còn đây là nữ ôi, hòn bà bia đó là em xách tờ báo về đi kiếm chỗ Hoàng Yên nè đúng rồi chị chín năm về trước đúng rồi ổng đọc báo sắp về ổng đưa nè nằm một chỗ nữa thì anh không nói chuyện gì với anh được đâu. Vụ án đó là giờ đang sôi động còn nhưng mà em không có hợp tác với YouTube em không có nói không có nó dốc không à không có tại sao hồi đó người ta làm á ta nói vậy mình không đồng ý mình không nói người ta đi bây giờ bà thấy không ngu mình dám chịu bây giờ thì ổng lỗi với chị Hằng rồi để chị Hằng xử ông đi anh dậm mấy chân xuống dậm mấy chỗ bị nhiều á rồi để em bỏ thuốc này này là hơi bị ít nhưng cái anh gót phải chị cho thêm miếng cái chị hơi bị ít cái trên này ít nè dưới này nhiều nè cái chân này thêm tôi nào ngày đêm mà cũng coi mà coi báo 4 giờ sáng đó coi đi coi lỡ tái đi ta lỡ rồi ông này chân ngỗng rồi họ nửa bịch đó quá trời luôn anh ơi quay toàn cảnh nè hồi nãy mình quên chụp cái đó phải không đấy. Không có bây giờ đâu có còn kịp chứ nhiều qua đây thì tôi may mắn mới gặp cô với không có đẹp đúng rồi có duyên không luôn tôi nói thật sự với chị đó nha cô á tôi cũng làm học thảo ra đây nè nhưng mà tại tôi đi sưu tầm đi nghiên cứu mà thảo mai sau gặp cô đã cũng mừng quá trời tôi kiếm từ sớm giờ á tại tám tôi hai tàu lao vậy thôi chứ còn nãy tôi làm tin ông đâu biết đâu gì bây giờ biết rồi đó nhưng mà giờ mình cái tâm mình thiện á mình thấy người ta bị vậy mình đúng rồi à, anh về á là anh bỏ nó cục nghệ dưới dưới ngăn mát chiều cục anh nghệ hát rồi mà nó về giờ hát đây hát rồi không đất này chứ không như thôi chưa chiều cho ông cục đi chiều này nó rã ra nó nhiều lắm rồi em đặt cho thế này ngày mai anh xuống anh lấy dạ. Nhà anh đâu lận liệu muốn bích ở chỗ Hoàng Long á kinh đông quá đó ngày mai sen á ngày mai mấy giờ chú tới buổi sáng sao mai sáng chứ chưa mai chiều đi chiều tối gì cũng được sáng được nhiều khi phiền người ta chiều nay anh xuống 280 anh Dương Vương đi 280 dạ cho đường anh được phường 4 quận 5 cổng trường học sư phạm á cổng trường á cổng trường đại học sư phạm á chú không ở nhà tôi đó đâu bán chiều bán rồi đó bán rồi đó bán ngay cổng trường đó. Chiều 2 giờ anh ấy bán tới 5 giờ sáng ngày nào cũng vậy mỗi ngày như mỗi ngày hai giờ chiều mỗi ngày như mỗi ngày á 5 giờ chiều tới 2 giờ sáng à bán buổi chiều à tôi hay đi buổi chiều lắm có chặn nữa không 280 anh Duy Dương hả dạ, đúng rồi. Chân anh thôi nó cho đại học sư phạm đúng không rồi biết rồi giờ cái sáng khó miếng gạt nó cũng nhỏ mà khó
tí nó hút vô nó nhất thôi. Không. Mát rồi. Còn lá anh tháo ra khô queo. Cái lá nó khô luôn. Chú kiếm miếng gạt bự hơn á, chú bọc luôn cái gót chân chú luôn nha. Miếng gạt đây là bự rồi. Còn nữa em, chị còn. Mà cái chân khó bịt lắm. Rồi cái miếng này, cái cục này là không ai mua cho ông đâu. Mua cho cái bà kia kìa. Ôi, có mười mấy ngàn à. Cái là mua cho cái chị ở dưới Vĩnh Long á. Đi từ thiện xuống tít tỉnh Vĩnh Long luôn. Chân bả lửa lội như vậy nè. Cái chân muốn rớt ra luôn rồi. Nói thật với mấy cô á, tôi cũng người tiều qua Đầm Sen á. Mà gia đình tôi làm từ thiện từ nhỏ lớn luôn, từ trồng bí á. Cái xe là cái nọ. Người tiều không, bữa nào ông dựa xuống giật tôi dài đường chiêu nữa tôi quên trơn rồi. Được hết, tôi tiều quản, tôi là nghiên cứu mà. Tôi quản hồn á. Không, tôi nghiên cứu vấn đề nhân loại mà thế. Tại tôi mới vừa tính gặp ông ba, tôi nghiên cứu, tôi trao đổi với ông. Mà thấy gặp cô nói cho đi cô thúc sức mình qua chạy theo bên nào bà ông đi sao cũng được. Hồi nãy hai chị mình dụ đi bán cũng đi luôn. Theo luôn á, ông theo luôn. Đi gót à. Về cái bà nhà thấy cái chân hết hồn, tôi tới ba sao dở chân vậy? Vậy bà nhà tôi cũng có cái căn. Căn là bỗng tụng. Tôi năm nay 60 tuổi rồi mà tôi cũng đi tối. Thấy mấy ông tù lửa tôi sợ quá trời. À đúng rồi, tù lửa dạy với tôi rồi nó gắt đòn và tôi đâu đó đàng hoàng. Rồi, sao? Dặn dò gì không? Vậy anh cố gắng anh đừng đụng nước. Thôi gỡ tiền mình kêu cho cô. Không, em nói em không lấy là không lấy. Chị không lấy. Chừng nào em nói em lấy em mua thuốc là chứ sao lấy nè. Thuốc là chị mua giùm. 100 ngàn một bịch quên ấy em mua giùm thôi chứ em không lấy nha. Giờ chú lấy em biết cái này là cái gì, cái tên nó tên gì luôn hả? Tại gia đình ta sống trong gốc cây này mà mình chị người của Yên quá, tôi phải Bến Tre đâu.